Thế là cảnh đền cửa ông, đền thượng. Đấy, mời các bạn xem phong cảnh đền cửa ông, đền thượng nhé. Đây là chúng tôi ra lễ thánh, lễ Phật tại cái đền để cầu sức khỏe, cầu bình an cho gia đình. Thấy các em cứ chụp đi, anh cứ quay cả các em vào không được, càng đẹp. Đây là anh quay lên phim ô tô bi cơ mà. Không. Anh quay đây là quay cảnh đấy, còn lên ô tô bi mà. Đây là phong cảnh đền cửa ông, đây là biển nhé. Mà ngày xưa là Trần Triều Hiển Thánh, Trần Quốc Tản đã ra trấn ngữ đền cửa ông để đánh giặc giữ nước, mang lại bình an hạnh phúc cho nhân dân. Còn dưới kia là các cháu, các ca đoàn người ta đang đến. Các đoàn đang đến để làm lễ lễ thánh. Toàn bộ phong cảnh. Còn xa xa kia là bức tượng của Ngài trấn giữ trên một cái đồi cao, nhìn ra biển Đông, là bảo vệ Tổ quốc, non giang sơn đất nước của Việt Nam tươi đẹp. Ngày hôm nay là nhờ công ơn của Ngài. Các con công đệ tử hôm nay về đây cũng rất là đông để làm lễ Ngài. Đây là toàn bộ trong cửa đền. Đây. Đây là đền, đây là đền. Chúng tôi đang từ đền chính để bước sang chùa, ngôi chùa để thờ Phật. Công đức ấy nhỉ? Ai công đức thì công đức. Em mới cho anh công đức đi, lấy cho anh 50 thôi, rẻ được đấy. Đây là bằng công đức, thế mới lấy đúng 50 cho anh. Một tí chút gọi là hòn gạch để nén hương, giọt dầu nén hương để lễ thánh. Vũ Ngọc Khải. Ngọc Khải ở Thái Bình, em ghi Thái Bình này. Anh không cần lấy kia đâu, không cần phải lấy. Hả? Ha, bỏ trong hòm à? Đây là tiền công đức, em tôi bỏ vào hòm nhé. Xong rồi nhé. Đây là đang từ bậc trên nhưng xuống dưới để xuống chùa. Đây là chùa. Đây là ngôi chùa tọa trên thế lùm cây, rất là đẹp, cảnh đẹp đã làm tạo nên một cái không khí rất là huyền bí. Đây là cảnh chùa, một cây đa. Cây này là cây cây đa. Cây đa đã mấy trăm năm tuổi. Đây là ngôi chùa lễ Phật. Quay cái cảnh chùa. Đây là chùa lễ Phật.